Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Chúng tôi xin trở lại cái chương trình thủ tục ghi danh cho con em khuyết tật vào các trường công lập ở cái đất nước này. Mình nói một cách nhẹ nhàng đi là ở tiểu bang Texas. Nhưng mà cái thủ tục đó nó cũng có thể là áp dụng cho tất cả các em ở các tiểu bang, trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ này. Chúng tôi vừa trình bày với quý vị là quý vị, sau khi quý vị đã hội đủ, quý vị đã lấy đủ tất cả những tin tức những cần thiết để quý vị đưa em tới gặp một cái hội đồng ở trường để họ có thể giám định, họ có thể hỏi han quý vị rất nhiều câu hỏi, có thể trên 100 câu hỏi để họ có thể xác nhận được, xác định được là con em quý vị bị cái loại khuyết tật nào và nhà trường phải làm cái gì để có thể đáp ứng cái nhu cầu của con em. Một cái điều mà chúng ta cần phải biết ở cái đất nước Hoa Kỳ này, những gia đình có con em khuyết tật, quý vị nhận rất nhiều những cái sự giúp đỡ, những sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của cái xã hội này. Và chúng tôi đã nói rất nhiều những cái chương trình mà cao hơn, sau khi các em được 18 tuổi thì các em sẽ nhận như thế nào, thế nào. Chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng rồi. Bây giờ mình trở lại cái điểm khởi đầu, 3 tuổi thay vì 4 tuổi thì các em sẽ được vào học. Khi các em làm đủ hồ sơ, nhà trường đã giám định, biết được rằng con em quý vị bị cái tật nguyền gì đó và họ đồng ý cho con em đi học. Con em quý vị sẽ được xe bus đón tận nhà và đưa về tận nhà. Chứ không phải là đón tại cái khúc đường nào đó mà đưa về cái khúc đường nào đó. Nếu con em quý vị bị những loại khuyết tật nặng lắm, cần phải ngồi xe lăn, thì cái xe lăn đó sẽ được đưa lên trong cái xe bus. Và người ta sẽ có những cái dụng cụ để mà giữ cái xe lăn đó lại, cho cái xe không có bị nhúc nhích khi mà xe bus đi. Đó chỉ là một vài điều căn bản. Nhưng mà quý vị nhớ, khi quý vị mà có con em bị khuyết tật, nhà trường phải đưa, phải trình cho quý vị một cái tài liệu. Trong cái tài liệu đó họ nói tất cả những cái quyền lợi và nhiệm vụ và trách nhiệm của phụ huynh học sinh đối với một đứa con bị khuyết tật. Nhà trường có trách nhiệm nào, phụ huynh có những trách vụ nào, và tất cả hai bên đều phải làm việc chặt chẽ với nhau, song song với nhau và rất là sát cánh với nhau, thì cái đứa trẻ đó, con em của quý vị sẽ được đáp ứng tất cả các nhu cầu. Cái này nếu nói về các em khuyết tật thì nó quá dài dòng. Chúng tôi sẽ có thể sẽ có một chương trình khác. Nhưng bây giờ khi mà các em 3 tuổi, vậy thì trước 3 tuổi sao? Chúng tôi đã sơ qua thôi, bởi vì chúng tôi cũng còn một vài điều cần phải chia sẻ quý vị. Trước 3 tuổi, từ sơ sinh đến 3 tuổi, nếu quý vị nghi ngờ con em quý vị bị khuyết tật, có những cái nó chưa phát ra cho đến 6, 7 tháng, cho đến 1 năm, nhưng mà có những khuyết tật rủi ro không may mắn cho các em sinh ra đã bị khuyết tật, thì trong trường hợp đó nó có một chương trình khác gọi là ECI. E viết tắt của chữ Early, C là Childhood, và I là Intervention. Tất nhiên một cái chương trình ECI, họ tiếp xúc với quý vị và họ giúp cho quý vị. Intervention là họ đi len lỏi vào để họ có thể biết được cái hoàn cảnh để họ giúp đỡ. ECI. Thì cái chương trình đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Các em bị cái chân, sau đó khi sinh ra cái chân của em bị hơi cong queo một chút, các em không đứng thẳng được, cái bàn chân không đứng thẳng giữa cái nền nhà được. Tôi nói ví dụ như vậy. Nhà trường sẽ có rất nhiều biện pháp để họ chữa cho con em mình, để họ giúp đỡ cho con mình, họ tập cho con em quý vị cách đứng, cách đi, làm thế nào để cái chân đó khi lớn lên nó không bị khuyết tật. Hay là họ có thể đặt cho cả em những cái đôi giày, họ gọi là braces, họ giữ cái bàn chân lại trước khi đưa vào đôi giày, những cái bàn, những cái brace, những cái thắng. Nếu nói là cái thắng thì cũng phải, nhưng một cái dụng cụ nào đó nó ôm cái bàn chân con em, nó giữ cho con em bàn chân rất thẳng, rồi mình chùi cả tất cả mọi chuyện vào trong cái đôi giày. Mà phần lớn phụ huynh học sinh của Việt Nam chúng ta thường hay bypass, có nghĩa là bỏ qua cái khoảng thời gian rất là quan trọng đó. Khi các em bị khuyết tật, các em cần, quý vị cũng biết rồi, những cái sự khuyết tật hay là những cái trở ngại, nếu như mình biết trước và mình điều chỉnh trước thì cái cơ may
là các em sẽ ra khỏi cái vấn đề đó, ra khỏi cái trở ngại đó nó nhiều hơn là khi mà các em đã lớn. Cũng giống như cái cây vậy, cái cây nó nghiêng về một bên, mà nếu quý vị cột cho nó một cái gì để nó đứng lên thẳng lên thì nó sẽ tốt hơn là quý vị chờ cho cái cây nó đã lên tầng trên cao rồi quý vị mới kéo về thì nó không được. Nhưng mà khi nó đứng nhỏ, cho nên quý vị thấy đó, người ta trồng cái cây hai bên có hai cái dây làm gì để cho cái cây nó thẳng. Thì con em quý vị bị khuyết tật cũng vậy. Tôi rất tiếc nếu gia đình nào có con em bị khuyết tật, tôi khuyên quý vị một điều, đừng có bỏ qua cái khoảng thời gian 3 năm trước. 3 năm đó rất là quan trọng. Cho dù quý vị phải vì sinh kế, quý vị phải đi làm cho có tiền, tôi nói ví dụ như vậy. Nhưng mà tiền để làm gì mà con em quý vị bị khuyết tật, mà trong khoảng thời gian 3 năm mới được sinh ra cho đến 3 tuổi, mà nếu như họ có những chuyên viên tới họ tập cho con em quý vị để có thể gọi là giảm thiểu cái trở ngại đó, thì tại sao quý vị lại không lợi dụng cái cơ hội đó để mà giúp đỡ cho con em mình? Nhưng mà phụ huynh Việt Nam chúng ta có rất nhiều người, khi chúng tôi tiếp xúc, chúng tôi năn nỉ, chúng tôi khuyến khích, thì cái câu trả lời của họ vẫn là chúng tôi rất tiếc nhưng mà chúng tôi phải đi làm. Bao nhiêu năm làm việc ở nhà trường, những cái điều đó chúng tôi vẫn ân hận, chúng tôi vẫn thấy áy náy trong lòng, nhưng mà không biết cách nào để có thể là thông qua được, thông suốt được với những vị phụ huynh đó. Cho nên 1 cho đến 3 tuổi, nếu các em bị khuyết tật, chính phủ cho người đến tận nhà tập cho các em nói nếu các em chưa nói được, tập cho các em đi nếu các em cái chân các em bị cong queo hay là bị nó deforme, nó không có thẳng thớm như những cái em không bị khuyết tật. Và sau 3 tuổi các em được vào trường, người ta cũng tập tành cho các em rất là nhiều để mong cho các em, nghĩa là giảm thiểu được cái khuyết tật đó càng nhiều càng tốt. Và phụ huynh làm gì? Phụ huynh chỉ việc nhưng mà phải nên hợp tác với nhà trường trong mọi cái trường hợp và trong những cái yêu cầu cũng như là những lời khuyên của nhà trường. Muốn giúp con em quý vị thì mình quý vị phải bỏ công ra trước, chứ không thể ngồi chờ nhà trường được. Tôi sợ hết giờ cho nên tôi đưa ra một cái ví dụ rất cụ thể. Đây là nói về những em không khuyết tật, nhưng mà sau từ từ các em trở thành khuyết tật. Cái đó mới là thật đau lòng. Còn một số phụ huynh học sinh từ Việt Nam qua hay là ở Mỹ rất là lâu. Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị khi tôi nói cái điều này là các vị phụ huynh đó họ rất là lanh, nhưng mà họ lanh cả gì thôi, mà cái chuyện dạy con thì họ lại không lanh. Ví dụ như xin trợ cấp này, trợ cấp khác, tôi xin lỗi quý vị một lần nữa, họ hoại hang rất là nhiều và họ không bỏ sót một cái quyền lợi nào đối với họ hay đối với con em họ. Nhưng mà khi ngồi xuống để mà dạy con, để mà giúp cho con, thì những vị phụ huynh đó đôi lúc họ lơ là. Chính cái lơ là đó nó đã đưa ra rất nhiều, nó đã nảy sinh ra rất là nhiều cái khuyết tật mà nhiều khi ngồi tiếp xúc với phụ huynh học sinh thì cái tôi thấy rất là đau lòng. Mà cái điều mà đã xảy ra, chúng tôi đã quan sát, chúng tôi đã tiếp xúc là gì? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình đi làm về 7 giờ tối, ăn uống xong thì đến 8-9 giờ rồi, khi nào bố mẹ cũng mệt nhoài rồi, mà con thì tuổi trẻ thì nó cũng đi ngủ sớm. Cho nên khi quý vị gửi con tại một cái babysitter, gửi con em cho ông bà nội ngoại, thì thật tình khi mà quý vị bắt chiều đi về đó thì ông bà nội ngoại cũng mệt rồi, cho nên không có thời giờ để mà chơi với các em hay là trình bày lại cho phụ huynh những cái gì mà phụ huynh cần làm sau khi phụ huynh đi làm về. Cho nên 7 giờ, 8 giờ tối phụ huynh đi làm về, ăn uống qua loa, xong rồi tắm rửa và quý vị đi ngủ để lấy sức ngày mai làm. Ba mẹ thì thấy con dâu, con trai, con gái về nhà thì giao con, và ông bà nội ngoại cũng phải lo đi nghỉ để mãi mà tránh mà quyết chiến với nó một ngày, chứ giữ một đứa con rất là mệt, chứ nó phải khỏe. Cho nên có những trường hợp các em bị bỏ quên một cách rất là đau đớn. Các em đã làm gì? Việc gì đã xảy ra cho các em? Và chúng tôi sẽ nói trong một chương trình khác nữa. Các em không biết nói. Các em không biết nói là bởi vì ban ngày các em chỉ qua TV loanh quanh luẩn quẩn, rồi thì không bao giờ mà ba mẹ ngồi mà tập nói với con em, hay ông bà ngồi tập nói với con em. Ông bà nói thì ông bà nghe, cha mẹ nói thì cha mẹ nghe, mà chưa bao giờ ngồi lại gọi interact, nghĩa là hai bên đối thoại với nhau, tập cho con nói. Và có một số con em Việt Nam mình đến 3 tuổi, 4 tuổi chưa biết nói hay là không biết nói.
Đó là một trường hợp rất là đáng tiếc. Và chúng tôi xin hứa với quý vị, xin hẹn với quý vị, chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề trong một chương trình sắp tới. Hôm nay thì chúng tôi để hết giờ. Xin chúc quý vị một ngày an vui và gia đình, và hẹn quý vị trong một ngày sắp tới chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chương trình mà chúng tôi đang nói nữa chừng, muốn nói lắm nhưng mà giờ không còn thời giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị.